Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cài đặt cái tên máy tính của mình, cái vào máy computer này, cái chuột phải nhá, cái chuột phải, xong rồi nó vào property, đấy, các bạn vào cái add setting để cài đặt này, computer này, ở đây là mình đã cài đặt cái tên main name computer này, các bạn sẽ cài đặt cái tên máy tính của bạn này, thì các bạn cài đặt xong.